bạn đi chơi lông nhông hết chỗ này chỗ kia là. Muốn chơi nào? Chơi đi. Chị. Mình đi chợ mua gạo với cả mua một ít thức ăn hết gạo rồi. À, dạ vâng. Vâng, anh đi đâu á? Em cũng đang đi xuống đây đưa chị đi mua một ít đồ chị ạ. Tại vì hai lần em xuống đây thấy nhà mình chả thấy có cái gì cả nên là em đưa đi kiếm mua đồ. Phiền cho anh quá. Không sao đâu chị ạ. Nhưng mà hôm nay anh không đi làm mà anh lại xuống đây. Hôm nay vẫn đang đợt đừng nghỉ nên là dạo này em cũng phải đi làm đâu chị ạ. Vâng. Thì càng ngày công việc của em cũng nó cũng vẫn chỉ như thế thôi mà chị ạ. Vâng. Loay quanh như thế nên là cũng không bận gì mấy. Thôi để em quay xe chị ạ. Chọn xem cái nào vừa chị lấy đi chị ạ. Không mặc quần áo không quá nên là chị cứ chọn xem cái nào vừa lấy hay cắt chị ạ. Nào đấy chị ạ.
xem có quần nào rộng rộng, xem có quần nào rộng rộng chị lấy chợ. Vậy thì bây giờ bụng bầu nên là phải mặc cái nào rộng rộng cho thoải mái chợ. Quần này bao nhiêu cô? Quần này à cháu 70.000 thôi. Màu không như này này, nó là màu không như này này. Được không anh? Em thấy đẹp đấy chợ, em thấy vừa đấy chợ. Để xem với lại cái này nó kiểu rộng rộng cho thoải mái chợ. Vâng. Từng người đi, nếu mà thích cái dài hơn cũng có. Con này. Con này cũng không đổi. Chị thử xem chị bỏ con này. Đấy, thử xem chị. Cái này chị. Thử ở đâu nhỉ? Cái này khó quá à. Cái này rẻ hơn, cái này 100, cái này là 100. Chị quay thử được đấy chị ạ, bầu mặc như thế cho thoải mái chị ạ, em thấy đẹp và màu này cũng hợp lý đấy chị ạ. Cái đấy vừa đấy chả. Chị lại thử cái này chứ. Mua nhiều đấy đâu, mua cái áo. Chị cứ thử đi, không sao đâu chả. Chị cứ thử xem cái nào vừa đấy chả. Chị cứ mà thử đi, ta thử nó đấy chả. Thế thôi chị ạ, thì đây có cái quần bầu này chị, chị thử xem chị ạ. Quần thì rộng thoải mái rồi. Bộ này như thế này là đẹp đấy chị ạ. Đây là đường chị ạ. Lấy cái bộ này nhé chị nhé. Với lại lấy cái áo kia đó chị ạ. Thôi lấy mấy bộ này thôi. Vâng, chị cứ lấy đi chị ạ. Chị cứ thay đồ lại đi rồi để em lấy không lấy đâu chị ạ. Sẽ đắt lắm. Không sao đâu chị ạ. Chị thử như sau rồi chị. Em lấy cái nào chị. Thôi nếu mà vừa lấy không chị ạ. Thôi lấy một con đi. Con chặn để em. Để em nhau.
Cháu lấy 500 thôi, cả đấy, chú chọn chú tiền chú còn bọc đây chú nằm chỗ nào cũng không biết được chỗ nào của mình đây. Con bò thì cháu còn thấp à? Bò dài à? Cháu mặc sao bao nhiêu?
đấy đấy
Thôi chứ, để em lấy cho bê không nặng quá chị ạ. Không, không, không cần đâu. Để em ngồi đi, không để cần đâu. Cho chị. Không cần đâu, không cần đâu. Không phải mệt chị ạ. Đường hôm nay mưa trơn rồi chị. Ai vứt đồ xuống đây này? Đây có đồ ấy, kiểu gì đây? Trời ơi, xin làm sao? Chị xem có đồ gì của mình, có bị mất mát gì không chị? Sao lại mình ra xuống đây được? Chị xem chị có mất đồ đạc với lại tiền kiểu gì không hả chị? Đồ đạc không mất gì đâu, tiền thì em mang đi theo hết rồi. Sao lại có ai lại gọi như này? Sao lại còn để ra đây được chứ? Có người vào nhà rồi. May thế, không để tiền ở nhà luôn ý. Không mất cái gì. Thế không vào nhà luôn ý. Vì tốt ở đấy chả, thế ngồi nghỉ ngơi đấy chả không mệt đấy chị ạ. Vâng, anh cũng nghỉ đi, ngồi nghỉ đi. May thế, không có mất cái gì. Không, may thật đấy, không lấy gì đi. Vâng. Hôm nay đi mua được nhiều đồ, anh có mua nhiều quần áo cho em đấy chứ? Không có gì đâu chị ạ, có gì đâu, nhiều. Đây thì mặc đồ bầu ấy. Có gì đâu mà chị bầu rồi nên là phải mặc quần áo này rộng cho thoải mái chị ạ. Cái dàn này có đủ không hả chị? Có mà, hôm nay mua được nhiều ấy. Hôm nay có mà ăn lâu. Còn mình chị ăn thì lâu giờ, lâu lâu lại có em nữa nên là chắc là phải mua thêm nhiều ấy chị ạ. Không sao đâu ạ. Thôi anh ngồi nghỉ nhá. Chị em làm nốt cái này đi. Đây để em giúp chị ạ. Để em thôi giúp anh cứ ngồi nghỉ đi. Không làm một mình. Nếu khó là để em giúp cùng giữ cho chắc chị ạ. Sao để em giữ đồng. Kéo thử xem cũng biết 3 mét mà nó dài đến đâu. Em cũng biết đó, tại vì hôm nay em đấy cho em sợ là không vừa mới thì chậm à, chắc là không vừa đâu tại vì không giữ mình ấy không, anh lẽ là bảo để em lấy ấy đoạn này thôi chậm vâng, xem cái đoạn đấy à, dạ vâng như này chắc được rồi đấy à chậm thì em lấy dây đấy dạ vâng thì đóng đinh vào lấy dây đóng đinh chậm. Đóng một cái chỗ này anh nhở? Vâng vâng, chị cứ đóng giúp em đấy chị. Em thấy chị có cái vít mà đúng không chị? Đấy cái đấy em vặn luôn chị. Có chị. Để em biết cho chị ạ, đóng kín cho chị ạ.
muốn đến chợ. Để em viết nốt. Viết nốt cái chỗ này rồi. Dạ vâng. Chị buộc cái đoạn kia giúp em chị ạ. Bây giờ phải tăng nhỉ. Chị cứ buộc cái đầu bên đấy chỗ này. Đầu gác bên kia anh cuốn. Ấy đường rồi đấy chị ạ. Vâng. Với anh đùa ạ. Để em giúp chị đây được rồi. Nó hôm nay lấy hơi ngắn một tí chị ạ. Thì em cũng hỏi nó không có loại dài hay là chỉ có loại ngắn thì thôi. Phải 3 mét thì thôi. Thế này cũng được rồi. Cái này là được không? Thì mình mắc màn luôn chứ gì? Cho màn vào thủ luôn chứ gì? Màn thì kéo ra xem thôi, chứ còn mắc thì để khi mà cố lên mở lên nhé. Vâng. Nhảy, anh hồi em cầm cái màn này còn tí. Nhưng mà em cứ thấy thiếu cái gì ấy chị nhỉ? Thiếu cái gì? Này em cứ thấy bảo là chắc là không biết là mình có mua thiếu cái gì không bây giờ. Nhưng mà em cứ thấy thiếu cái gì ấy chị ạ? Có thiếu gì đâu, em thấy mua mình mua đủ hết đồ rồi mà. Không, cái vấn đề mua chứ kiểu gì mà em thấy cảm giác cứ thấy vắng vắng. À, đúng rồi chị. Dạ? Thế em thấy vắng vắng. Con chó là gì nhỉ? Ờ nhỉ. Mà hôm mình về nó ra đón đúng mình rồi, luôn mình mà. Về... chạy ra đón thì em đi xuống xem nào, tại vì hôm nay em đi nó vẫn còn ở nhà mà, là lúc về thì không thể nó ra đón. Để em hôm nay minh thế mà chị nó đi đâu rồi nhở? Bây giờ hay là lúc nãy nó có chạy theo chị theo đường mình đi ra để mình đi chợ không hả chị? Không, nhưng mà kia thì mình phải thấy nó ở đường đấy lúc nhờ. Lúc nãy cái đồ lộn xộn kia chị. Hay là thế? Anh có đăng ký giống em không? Hay là họ trộm đi rồi? Không biết là gì nào luôn. Hôm nay đi lúc đi là chị vẫn nó vẫn đang ngồi đây. Không phải là tại vì ở khu vực này hôm trước em cũng hỏi rồi thì cũng không có trộm cắp gì đâu chị ạ. Nó có thể đi đâu được? Không biết nó đi đâu luôn ấy. Sáng nay nó vẫn ngồi với em ở đây luôn mà. Đi. Nó cũng đi quanh quanh đây thôi chị ạ. Quanh quanh đây, nó mà thấy mình về là nó phải về rồi. Nó không đi đâu.
Mỗi lần mình về đến đây, mỗi lần em về đến đây là nó ra đón luôn. Có khả năng là cả chăn này nữa, có khả năng là có người đến đây ở chợ. Họ đi rồi. Mà không sao chị ạ, chị không phải lo đâu, để em ra, thúc em ra, tại vì quanh khu này cũng có nhà cửa ấy. Thì kiểu gì họ cũng có cán chứ, là kiểu gì để em cũng tìm ra thôi chị ạ. Thì chắc đúng rồi, thì cũng tìm thấy thôi chị ạ, tại vì quanh đây rất nhiều người đi qua ấy. Em sẽ ra, lúc em về em ra hỏi xung quanh khu này người dân ở đây xem chị ạ. Nếu mà có người lấy đi thì sẽ có người nhìn thấy thôi. Vâng. Anh ngồi em cất cái này đi để xong rồi anh về, nếu mà anh về thì anh còn tìm hộ em nữa. À, dạ vâng. Chị không phải suy nghĩ nhiều đâu chị ạ. Thì em cũng tìm ra thôi chị ạ. Suy nghĩ nhiều đâu, để em về đây em qua em hỏi người dân xem như nào chị ạ. Vâng. Để em về luôn, em qua hỏi xem người dân đang nói sao. Thế anh về nhá. Về qua hỏi luôn giúp em với. Chị không phải. Liệu nó đi đâu được chứ? Có phải họ ăn trộm thật không chứ?